người của ai không rồi? Đây, nhìn mỗi người thôi. Chỉ tôi tính mình thôi, dính mang bản đồ chỗ này đây, áo thì... áo... lửa áo, áo ma tốc độ đó. Quần thì quần jean dài, tại nghe nó hơi mập tí cho nên bận vừa quần anh Tấn. Dép thì không sai đi đâu được nha mọi người. Chỉ có đôi đốc tờ này là anh Tấn mang trong nhà mình thôi. Chơi cái phong cách hồi xưa thì vậy mọi người. Phong cách này giữ 7-8 năm về đó. Ok mọi người, xin chào mọi người đã đến với kênh Thành Nhã TV nha. Mình là Nhã, kế bên mình là Phúc Mèo. Thì bây giờ anh ba ngủ ngoài đó kìa. Anh ba ngủ ngoài đó đó. Cả anh ba đi mọi người, mình chơi chơi rồi. Thì bây giờ hiện tại giờ mọi người, tụi nó đi công chuyện hết rồi. Mà mình cũng nghe là tụi nó hồi nãy mình điện là mình cũng nghe tụi nó nói là sắp về hết rồi đó. Tại vì tụi nó đi chung mà, về cũng về chung nguyên đám mọi người. Tụi nó cũng sắp về rồi. Còn anh Tấn á, thì anh đi qua bạn, anh nhậu nhạc gì bên anh mình không biết. Thì một hồi á, mình sẽ có một cái màn chơi như thế này. Mình sẽ chon cái người bị chon, lấy cái người bị chon luôn cái người bị chon. Hiểu không? Không. Là vậy nè mọi người, là ví dụ mình chon Phúc đi, là mình sẽ lấy anh Phúc. Thằng Phúc không biết gì hết nha, mình sẽ lấy anh Phúc mình chon luôn thằng khác luôn. Hiểu không? Hiểu chưa? Là kiểu như là cái thằng bị chon đó, nó sẽ chon là thằng khác nhưng nó không biết là nó đã chon thằng khác. Kiểu như là thằng khác cũng không biết là bị ai chon, là mình là người chon đầu tiên. Hiểu không? Hay có hiểu tiếng, nói chung là mọi người xem hết video là sẽ biết à mọi người. Ok thì bây giờ mình đặt cái quay rồi mình set up mọi thứ rồi để tụi nó về nha mọi người. Ok. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ đặt một cái góc quay trong đây. Và trường hợp mà tụi nó chạy vô đây thì cũng có cái cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem thêm một máy nữa mà đặt ngoài trước nữa nha mọi người. Ok. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ đặt thêm một cái góc quay ngoài trước này nữa để tránh cái trường hợp mà tụi nó chạy ra trước đó mọi người. Thì mọi người cũng có cái để xem nha mọi người. Ok. Thì bây giờ mình sẽ vô bếp. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ đặt thêm một cái góc quay ở đây nữa, là mình sẽ thực hiện màn tròn ở đây. Xong rồi trường hợp tụi nó có chạy vào trước, chạy vô phòng, cũng có cái để tụi nó cũng có cái để quay lại cho mọi người xem khoảnh khắc nữa nha mọi người. Mình tính hết trơn rồi, cái phản ứng của tụi nó là mình suy nghĩ được trong đầu phản ứng của tụi nó luôn rồi mọi người. Thì bây giờ chạy tạm tí. Đủ cái chừng rồi. Hôm nay có cái tờ thôi. Ừ. Hai tay xuôi xuống luôn. Ừ. Cái này cũng dốc quá. Đảm không? Không. Xuôi lên nha. Xuôi lên luôn nha. Đó mọi người. Thì bây giờ thằng Phúc Mèo nó chỉ lú hai cái đầu đốc tờ vậy thôi. Và hiện tại bây giờ á, tụi nó cũng chưa biết là anh Tấn đã đi đâu hồi sớm tới giờ. Cho nên bây giờ mình sẽ lấy cái cớ này để nói là anh Tấn anh đã bị mấy nói chửi nhiều quá. Anh Tấn nghỉ quẩn. Anh Tấn nghỉ quẩn rồi mọi người. Anh Tấn nằm đây nè mọi người. Ok. Bây giờ đang kiếm cái gì vậy đó? Ok thì bây giờ mình với Phúc Mèo chỉ việc ngồi đây đợi tụi nó về thôi mọi người. Khi nào tụi nó về rồi thực hiện màn chơi thôi. A few moments later. Video
Hả? Anh tin cái này. Cái gì? Không gì á? Anh tin cái này rồi. Thu mèo. Gì lại? Lỡ chết rồi. Hả? Thu mèo. Đó. Thu mèo. Thu mèo. Anh thấy gì á? Rồi gì á? Mày gọi đi. Cuộc đời này vòng tứ sinh luân hồi, đâu ai biết trước đâu ngày mà. Ủa, có ai biết chưa? Chưa. Sao mới về thì gặp anh nằm nữa. Tôi lấy khăn rồi đắp anh lại cho mặt anh nghe. Mắt anh lòi à, lử lẹ à, như mặt tiếng ngắt à. Má giờ thì sao mà đang lây gặp, đi chút đọc cái gì đó mày ơi. Má mà để quay về. Ủa sao trời? Nữ ơi nữ. Cái gì nghe nó nói đi trời. Mặt tiếng ngắt à. Cũng bắt cái lòi nghe mọi người bắt luôn. Thôi mày đi chung với chịu mà. Mày đâu về. Ê! Ê! Nữ dẹp đi dẹp đi. Chưa chứ chưa mà lúc thì ôi mày dẹp đi. Để đâu cho mình diện đi trời. Dẹp đi dẹp đi. Sang lấy em dẹp đi. Xin sớm trả không trả anh đi mình diện. Mình diện cái gì tắt thở đi rồi. À ơi. Con mắc lòi không hài luôn. Ê nữa hoài. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mày để đi đi, mày mở vô con mắt lòi ra liền. Bây giờ mày vừa mở cái màn ra, mày cũng mắt cái lòi ra, không mới lụm tôi bỏ xuống rồi. Xạo chó, xạo chó. Mày đốt tỏn ra đi. Thôi lại đi. Mày ngồi đây đi, tao điện công an như gì lại mới được. Thì mình tỉnh đi được. Mình tỉnh đi, vậy tao điện công an lại mới được. Nghĩ sao mà chết như này anh Tân. Tân ơi Tân, mày muốn làm lỗi gì anh rồi lại đi ơi. Tân ơi. Tân ơi Tân. Mày gì mày nghe nó nói rồi. Anh Tân. Tân ơi. Anh Tân. Từ bao lâu ta lớn lên trong khó nhọc. Anh cũng hứa em là chung riêng với anh đêm tối. Đừng ngại thân. Em đâu có dành được bệnh lợi chi tiết cái đường rồi. Cậu anh em chết rồi mẹ anh cho tức. Nữa làm gì em về chưa làm được cái gì vậy? Nó anh gì rồi gãi bỏ nè. Gãi bỏ gì á. Chết đi ha. Tao lại anh thương mẹ ơi. Con có thơ đi ha. Còn nữa là anh tên ơi. Tớ lại anh. Anh đi làm chung với gãi đi. Anh không sao. Anh tên ơi. Anh tên ơi. Anh tên ơi. Anh thế bệnh viện thương người. Gãi gì bệnh viện? Bây giờ mà mở cái màn nhau cái con mắt nó lòi ra ngoài. Giờ chở đi bệnh viện đi. Bệnh viện gì nữa bây giờ? Kêu chú me lại đi không? Bệnh viện gì nữa? Chú me lại đi. Đưa công an hỏi rồi sao? Đưa công an hỏi rồi sao? Không có lẽ công an ai rồi. Thôi thôi thôi. Cảm ơn. Chở gì bây giờ em đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây gì chơi không mày ơi. Anh Tân ơi. Làm gì anh Tiền rồi. Cái gì không có đi. Cái gì anh Tiền mày ơi. Chết đi con. Cho nó đụng anh chán. Em có đâu quá nữa, để đi đi. Anh Tân ơi. Anh Tân. Chứ bây giờ mới này quản mọi người tưởng sát sống luôn. Tiếng miêu này à. Trời chơi tiếng miêu phay. Này tiếng miêu tiếng miêu riêu. Riêu. À đồ riêu. Phay 11 đây ghi. Mày làm gì vậy? Không nhiều ấy. Vậy làm gì lộn cái mặt vậy? Người chết hay gì? Trời ơi, má nó tụi quần người kìa. Em phát gì ta của anh rồi. Khùng như trời. Mấy này đó. Người làm gì lại lộn cùng lắm vậy? Chủ tôi chết gì vậy? Có đầu hay này đi. Gì á? Gì á? Chưa bị lộn đó. Khùng như vậy á?
Ở lông giò không? Lông giò anh. Nằm xuống rồi. Nằm nè, để nằm xuống trong cục này nha. Mỗi mà anh cắn nãy thôi. Đó. Anh thương ơi, anh thương chứ. Sao người đó đâu có mặt cái gì vậy? Em biết. Mình đâu khóc hả? Mấy thằng này hả? Mới về biết đâu thấy nó nằm chết rồi. Kìa. Giỡn gì trời. Gì đâu? Chù chết như vậy. Có đâu. Anh có chết chưa? Ủa lộn, anh nãy anh đi đâu quên lộn. Nãy em đâu có nói anh chết. Giỡn gì vậy không? Nãy em ngồi nè, em ngồi khóc lên. Mà đâu có nghe, tôi chết lộn mắt ra. Khùng cái gì? Mày nói chứ ông tính tức rồi, mắt mày ổn kẹt á. Ông Tưng chơi rồi mà khóc gì khóc. Tưng chết dính động người con lộn mắt. Đúng quá. Nó mắt ảnh dụng vô trong cái đầu ảnh nữa rồi. Tào lao, tào lao. Vậy chơi, chơi. Ok mọi người, màn chơi của mình cũng khá là thành công mọi người. Thấy mấy anh em này rất là sợ. Chứ khi thấy Tưng về là mấy anh em này rất là sợ mọi người. Cái xì tai này thì trong nhà này chỉ có mình Tưng mặn thôi mọi người. Cho nên mình mới đánh được tâm lý như này. Ok, nếu mọi người thấy hay thì bấm like cái kênh hộ mình nha mọi người. Đây chỉ là màn tròn vui thôi nha mọi người, chứ không có ý gì khác nha mọi người. Chào mọi người. Bye bye.